Xin chào tất cả các anh em nha. Video trước mình có hướng dẫn các bạn đăng ký xác minh sàn GTA.io đi nhận 1.500 USDT tính ra tiền là UTS để đầu tư các bạn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy 1.500 UTS đó để đi đầu tư các bạn, để nhận lãi về hàng năm. Rồi để đi đầu tư được thì các bạn lấy phần link mô tả mình, các bạn đăng nhập vào một cái tài khoản GTA.io nha các bạn. Phan đây mình trở lại từ đầu các bạn. Thì mình nhận được 1.000 UTS rồi các bạn. Các bạn sau khi các bạn cai xe thành công thì các bạn điểm danh vào hàng ngày các bạn. Tới ngày 28 thì các bạn sẽ nhận được 500 UTS, nên là các bạn chạy ra là 1.500 UTS nha các bạn. Tính ra là USDT các bạn. Nhưng mà nó không cho mình group, nó cho mình chỉ nhận đầu tư nhận lãi các bạn. Rồi các bạn trở về đi. Thì các bạn đăng nhập vào sàn GTA.io thì các bạn bấm vào một thế giới điện tử nữa các bạn, rồi bấm vào một phần thưởng nha tất cả các bạn. Sau đi cloud khó khăn các bạn. Thì tất cả các bạn bấm vào một phần thưởng thì nó có nhiệm vụ sự kiện phần thưởng, thì các bạn điểm danh hàng ngày nha tất cả các bạn. Rồi các bạn qua cái phần là nhiệm vụ và phần thưởng các bạn. Thì các bạn chưa xác thịt ở chưa KIC thì các bạn không có nhận được các bạn. Còn bạn nào đã KC thì bấm vào mục đã nhận thì tự anh thì nó đã nhận các bạn, xác thực tên thật thì mình đã nhận được 1.000 USDT nè bạn. Thì các bạn bấm qua tên gạch ba chữ cùng bạn, các bạn chọn cho trang web cho máy tính nha tất cả các bạn. Các bạn chọn trang web cho máy tính, các bạn chọn vào lịch sử nhận thưởng này các bạn. Nó thì đây thì nó ra cái mục USDT test của tôi nè các bạn. Thì các bạn mình điểm danh là nhận được 0.1 point nè các bạn, chào bác thưởng. Rồi các bạn bấm vào mục trải nghiệm ngay nha các bạn. Nó USD, nó có nói là bằng USDT test này boy and quy ra là USDT là một USDT test là bằng một USDT nha các bạn. Thì nè, tham khảo theo năm là mình nhận được 25% trên một năm các bạn, còn lãi suất là mình nhận là 0.069% mỗi ngày. Như vậy là mình nhận được 1.500 USDT là một tuần lễ được của khoảng 6-7 đô vậy đó các bạn. Sau 7 ngày thì nó trả về cái ví chính mình các bạn. Sau khi nó trả về cho bạn 7 ngày thì nó trả về cho một cái vị trí về một cái vị trí tính lãi này nè các bạn. Thì các bạn cái số tiền này các bạn chưa rút được nữa, các bạn phải đi mua coin. Thì video sau mình hướng dẫn các bạn đi mua coin nha các bạn. Các bạn ví dụ như về USDT thì bạn dùng USDT để bạn mua cái đồng TX rồi bạn rút về nha các bạn, rồi bạn bấm nào lập tức ngay nè. Tiếp tục thì các bạn nhập vào cái mật khẩu thanh toán là cái mật khẩu khi các bạn đăng ký đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào xác nhận nè các bạn. Khi các bạn đăng ký thì nó có một cái mật khẩu thanh toán nè các bạn nhớ mật khẩu đó các bạn. Ok, nó hiện như vậy là các bạn đã tham gia thành công nha các bạn. Tham khảo lãi theo năm, lãi suất hàng ngày 5%. Kèo này khá là ngon các bạn. Các bạn chỉ việc đăng ký và cái xe thì các bạn bỏ đó đi một vào điểm danh hàng ngày nha các bạn. Một tuần lễ thì các bạn sẽ kiếm được từ 7 đô đó, từ 5 đô đến 7 đô đó. Rồi tiếp tục sau này thì các bạn nó về vị trí tỷ lãi của mình là một tuần lễ là cỡ khoảng 6 đô chỗ này nè các bạn, được 7 đô các bạn bấm vào một đi mua đó các bạn. Thì sau này mình dùng cái đồng tiền USDT này qua cái mình mua qua TRX hoặc là BTC hoặc là những cái đồng coin trên sàn này nè các bạn, trên sàn gây to nè, một in đây nè, đâu nữa các bạn, thì mình rút về thôi các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Còn bạn nào chưa đăng ký thì lấy phần link mô tả mình đăng ký bằng sự kiện này tới ngày 1 tháng 5 hết các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.